Vào một buổi sáng đẹp trời, một người doanh nhân thành đạt đang đi ô tô cùng với bạn gái của mình. Trong lúc chờ đợi người bạn gái đi xuống mua hàng, anh ngồi trong xe lướt Facebook. Anh nhìn thấy bạn anh chia sẻ những bức ảnh trên trang cá nhân. Bạn anh vừa mua được một chiếc Rolls Royce và anh tự nhủ với bản thân, ước gì mình được như anh ấy. Có một người đi xe máy ngang qua, nhìn thấy chiếc ô tô đang đỗ bên đường cùng với người phụ nữ xinh đẹp đang bước lên xe. Anh thầm nghĩ, ước gì mình được như anh ấy. Trong lúc dừng đỗ đèn đỏ, có một người đi xe đạp dừng bên cạnh. Anh ấy nhìn chiếc xe máy đỗ bên cạnh mình. Anh thầm nghĩ, ước gì mình có chiếc xe máy để đi làm hàng ngày, thay vì phải đạp chiếc xe đạp này. Đi qua trạm xe buýt, có một người đang ngồi đợi xe. Nhìn thấy chiếc xe đạp đi ngang qua, cô ấy thầm nghĩ, ước gì mình có chiếc xe đạp để tự do đi lại. Trong lúc ngồi đợi xe, có một người phụ nữ ăn xin đi đến và xin tiền cô gái. Cô mở ví và rút ra 5.000 đưa cho bác gái. Cô ấy thầm nghĩ, mình ít ra còn may mắn vì không phải mưu sinh lo đến từng bữa ăn hàng ngày như bác gái kia. Tại sao chúng ta luôn theo đuổi ước mơ của những người khác mà không nhận ra giá trị của bản thân mình? Những gì chúng ta đang có thì chúng ta coi nó là vô giá trị. Nhưng chúng ta có biết rằng tất cả những gì chúng ta đang có là ước mơ của rất nhiều người khác. Và khi không đạt được mục đích của mình, chúng ta quay ra bất mãn với chính bản thân mình. Và sợi dây mà chúng ta nghĩ là dẫn tới hạnh phúc được thay thế bằng sự đau khổ và đố kỵ. Hãy trân trọng những gì mà bạn đang có.